Khi nói về tình trạng thiếu máu cục bộ, ischemia, chúng ta thường nói về tình trạng thiếu lưu lượng máu đến một vùng mô cụ thể nào đó, chẳng hạn như chứng nhồi máu cơ tim, heart attack, gây ra do động mạch ở tim có nhiệm vụ cung cấp máu cho tâm thất trái bị nghẽn. Cho nên, vùng mô tại khu đó không được cung cấp đủ máu và oxygen, làm tổn thương nằm tại nơi tâm thất trái. Sốc giống như thiếu máu cục bộ, nhưng sốc xảy ra khi thiếu máu trên phạm vi toàn diện. Nói cách khác là toàn bộ hệ tuần hoàn trong cơ thể bị phá hủy. Khi đó, lưu lượng máu đến các mô bị thiếu hụt nghiêm trọng, dẫn đến tổn thương tế bào, có thể phá hủy nhiều cơ quan và thậm chí dẫn đến nhiều cơ quan bị dừng hoạt động nếu không được điều trị ngay lập tức. Vì vậy, sốc là tình trạng xảy ra khi các mô trong cơ thể không nhận đủ oxygen từ máu, có đúng không? Thông thường, tưới máu phân phối oxygen đến các mô vì hệ tuần hoàn có đủ áp lực để đẩy máu đi. Như vậy, huyết áp là yếu tố quyết định chính lượng máu sẽ được tưới đến mô. Và huyết áp thì được quyết định bởi hai yếu tố, đó là lực cản dòng chảy trong mạch, được xác định bằng chiều dài mạch máu, độ đậm đặc của máu, đường kính mạch và cung lượng tim, cardiac output. Đó là lượng máu được tim bơm ra từ tâm thất trái trên mỗi phút. Và bạn có thể phân tích như sau. Nhịp tim là số lần tim đập mỗi phút nhân cho lượng máu nhịp tim, tức là lượng máu được bơm ra từ tâm thất trái trên mỗi nhịp. Hơn nữa, lượng máu nhịp tim được tính như sau. Lấy tổng thể tích máu còn lại sau khi tim co, tức là thể tích tại điểm cuối tâm thu, end systolic volume. Sau đó, lấy tổng thể tích sau khi tim được rót đầy, tức là thể tích tại điểm cuối tâm trương, trừ đi nó. Luôn nhớ rằng, sốc có thể gây ra bởi một loạt nguyên nhân khác nhau, nhưng chúng ta có thể phân thành 3 loại sốc chính cùng với những phân loại nhỏ hơn. Loại thứ nhất là do thể tích máu giảm, hypovolemic shock. Hypo có nghĩa là giảm, vô là thể tích, còn mia là liên quan tới tình trạng của máu. Do đó, hypovolemic shock là sốc do thể tích máu giảm. Và điều này có thể xuất phát từ một trong hai nguyên do. Một là không do xuất huyết, non-hemorrhagic. Hai là do xuất huyết, hemorrhagic. Không xuất huyết có nghĩa là lượng dịch mất đi nhưng không do bị chảy máu. Giả như khi bạn bị lạc vào trong sa mạc và bị tình trạng mất nước nghiêm trọng, ngay cả khi mất nước do tiết ra quá nhiều mồ hôi cũng sẽ làm giảm thể tích máu. Khi đó, lưu lượng máu không đủ cung cấp cho các cơ quan và như thế dẫn tới sốc do giảm thể tích. Sốc giảm thể tích do bị xuất huyết thì ngược lại, mất máu đi vì mạch máu bị vỡ. Hay nói cách khác, đó là chảy máu. Khi mất khoảng 20% thể tích, đó là khoảng chừng 1 lít máu, có thể đủ gây ra cơn sốc giảm thể tích. Và khi lít máu đó mất đi trong vòng tuần hoàn, thì thể tích để trở về tim bị giảm xuống, tức là thể tích tại điểm cuối tâm trương giảm. Điều này có nghĩa là lượng máu nhịp tim cũng giảm, dẫn tới cung lượng tim sẽ giảm theo, và sau đó là huyết áp sẽ giảm. Khi cung lượng tim giảm, các chất catecholamine chẳng hạn như epinephrine và norepinephrine ADH và angiotensin 2 được phóng thích gây co thắt mạch máu, vasoconstriction, làm tăng lực cản của mạch máu và tăng nhịp tim, dẫn tới tăng cung lượng tim. Cả hai yếu tố trên đều góp phần làm tăng huyết áp. Một chỉ số vô cùng quan trọng để xác định tình trạng mô bị thiếu oxygen gây ra bởi giảm thể tích máu, đó là lượng bão hòa oxy của máu trộn ở tĩnh mạch, hay venous oxygen saturation, hay là MVO2. MVO2 là lượng oxy bám vào hemoglobin trong máu trở về tâm nhĩ phải từ các mô. Thực chất, nó là lượng oxy còn sót lại hay lượng chưa bị các mô rút ra sử dụng. Nếu thể tích máu giảm, có nghĩa là lượng oxy cũng giảm,
và lượng còn sót lại sẽ ít hơn, đúng không? Cho nên MVO2 sẽ giảm trong trường hợp sốc do giảm thể tích máu. Bởi vì dòng máu cũng cung cấp nhiệt đến các mô, nên khi lượng máu giảm, làn da sẽ bắt đầu lạnh và ẩm ướt, và do đó sốc giảm thể tích máu còn được cho là sốc lạnh, cold shock. Loại sốc thứ hai là sốc tim, cardiogenic shock, có nghĩa là do tim gây ra, phải không? Đó là khi tim xảy ra vấn đề nào đó, chẳng hạn như nó không thể bơm đủ máu tới các mô trong cơ thể. Nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng nhồi máu cơ tim cấp tính, heart attack. Đợi đã, lúc ban đầu tôi đã nói vài điều về thiếu máu cục bộ, ischemia, có phải không? Nhồi máu cơ tim bản thân nó là phản ảnh tình trạng thiếu máu cục bộ tại vùng mô tim nào đó, đúng không? Ảnh hưởng lúc đầu là gây tổn thương tim, nhưng rồi sau đó sẽ dẫn đến tình trạng shock. Khi tế bào cơ tim chết, nó không thể co bóp nữa, có nghĩa là lượng máu được tim bơm ra hay lượng máu nhịp tim sẽ giảm, cho nên cung lượng tim cũng giảm. Tương tự như với sốc do giảm thể tích, cơ thể tiết ra các tố chất làm co mạch, vasoconstrictors, để tăng lực cản dòng chảy trong lòng mạch, giúp duy trì huyết áp. Cũng như sốc do giảm thể tích, MVO2 sẽ giảm vì lượng oxy trong máu được bơm ra bị giảm, và do đó lượng còn lại sẽ ít đi. Đôi khi có thể có một chỗ tắc nghẽn không cho máu rót đầy vào tim, ví dụ khi bị tràn dịch ở túi ngoại tâm mạc do bị nhiễm trùng hoặc bị chấn thương do tai nạn, chẳng hạn như khi bị một vết dao đâm vào ngực. Nếu túi này đầy dịch, nó ép thắt tim, giảm sự phồng ra và co lại bình thường của tim, và cũng làm giảm lượng máu nhịp tim, stroke volume. Loại này đôi khi được phân cấp nhỏ hơn, gọi là sốc do bị cản trở, obstructive stroke. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng nguyên nhân vẫn là do tim mất khả năng hoạt động, đúng không? Tương tự với sốc do giảm thể tích, sự giảm cung lượng tim thì dẫn đến giảm lưu lượng máu, khiến da bị lạnh và ẩm ướt, và sốc do tim cũng được xem là một loại sốc lạnh, cold shock. Loại sốc chính thứ ba được gọi là sốc phân phối máu, distributive shock. Điển hình là khi có lỗ rò rỉ ở mạch máu và tiểu động mạch giãn ra quá mức, hoặc mạch máu ngoại biên phình ra. Nhớ rằng đó là một trong hai yếu tố ảnh hưởng đến lực cản trong lòng mạch. Nếu tiểu động mạch giãn ra, lực cản dòng máu trong lòng mạch bị giảm xuống và huyết áp cũng giảm, dẫn đến giảm sự tưới máu, perfusion, và phân phối máu đến tới các cơ quan và mô. Loại phổ biến nhất là sốc nhiễm trùng, septic shock, do những tác nhân gây bệnh trong máu. Sốc nhiễm trùng gây ra bởi nội độc tố endotoxin, một lượng lớn các khối phân tử lipopolysaccharide, gọi tắt là LPS, được tìm thấy ở màng ngoài của vi khuẩn gram âm, gram negative bacteria, gây ra một chuỗi phản ứng và sau cùng dẫn đến giảm tưới máu. Đầu tiên, nó phá hủy trực tiếp tế bào nội mô và khiến chúng tiết ra tố chất giãn mạch, vasodilators, chẳng hạn như nitric oxide. Nó cũng hoạt hóa đường miễn dịch phụ bổ sung, complement pathway, trong máu, làm cho tế bào mast phóng thích histamine và các chất giãn mạch khác. Các phân tử LPS còn kích hoạt các tế bào miễn dịch như đại thực bào macrophage và bạch cầu trung tính neutrophil để giúp sản xuất một loạt cytokine gây viêm như yếu tố hoại tử khối u, tumor necrosis factor và interleukin 1. Điều này giúp cho hệ miễn dịch tiêu hủy những kẻ xâm phạm. Mặt khác, nó cũng kích thích các tế bào nội mô tiết ra những phân tử gây viêm nhiều hơn, như yếu tố kích hoạt tiểu cầu, platelet activating factor, và các chất gây phản ứng oxy hóa, reactive oxygen species. Tất cả các chất hóa học gây viêm này phá hủy các tế bào nội mô, làm tăng khả năng thấm của mạch máu và tạo thành các lỗ rò rỉ ở thành mạch máu. Ngoài ra,
các tế bào nội mô còn tiết ra tiền chất kết tụ máu, gọi là yếu tố của mô, tissue factor. Tiền chất kết tụ máu là những phân tử làm gia tăng đông máu hay máu đóng cục. Điều này cùng với việc giảm toàn bộ các chất kháng tụ kết máu, anticoagulants. Chất làm giảm đông máu thường bị thiếu hụt hoặc bị dùng hết khi đang bị nhiễm khuẩn, dẫn đến mức gia tăng sự kết tụ máu và máu đóng cục trong các thành mạch máu nhỏ. Và dĩ nhiên, cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu và hơn nữa làm giảm việc tưới máu, đúng không? Sự giãn mạch lan rộng có nghĩa là lực cản trong lòng mạch thấp xuống và máu không còn nhiều cơ hội để nhả ra lượng oxy nhiều vào các mô như lúc bình thường, và nó trở lại tim bên phải với lượng oxy còn chưa dùng đến. Trong trường hợp này thì ngược lại với sốc do tim và sốc do giảm thể tích là lượng MVO2 có thể ở mức bình thường hoặc thậm chí tăng lên. Khác hẳn với sốc giảm thể tích và sốc do tim, lưu lượng máu đi qua các mạch máu ngoại biên tăng, làm da trở nên nóng và mặt đỏ bừng. Vì thế, sốc do phân phối máu là loại sốc nóng, warm shock. Những tác động tổng thể của sự giãn mạch lan rộng làm tăng tính thấm của mạch máu và các cục máu đông ở mạch máu nhỏ, tất cả làm giảm sự tưới máu đến các cơ quan thiết yếu. Hai sốc phân phối máu loại nhỏ hơn là loại sốc gây ra do phản ứng bảo vệ của hệ miễn nhiễm anaphylactic shock, hay là phản ứng vệ, là một dị ứng gây ra giảm huyết áp nghiêm trọng. Và một loại nữa là sốc xảy ra khi hệ thần kinh bị tổn thương và không thể điều khiển huyết áp của cơ thể. Điều trị shock tùy thuộc vào nguyên nhân. Thông thường, mục tiêu là ổn định huyết áp để các cơ quan thiết yếu như tim và não phải được tưới máu đầy đủ. Để ổn định huyết áp, thay dịch và dùng các thuốc tăng co bóp tim, gây co mạch, giữ lại dịch có thể được chỉ định. Có nhiều trường hợp phải bổ sung oxy và thông đường thở, ví dụ như đặt ống thông nội khí quản. Tóm lại, sốc là tình trạng chủ yếu do sự giảm tưới máu vào mô, gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, làm cho các mô và cơ quan trong tình trạng có nguy cơ bị tổn thương và cuối cùng là dừng hoạt động. Sốc do giảm thể tích gây ra xảy ra khi bị mất nước hay xuất huyết làm giảm thể tích máu trong các mạch. Sốc do tim xảy ra khi có chấn thương trực tiếp như một cơn nhồi máu cơ tim hay có sự cản trở như khi bị tràn dịch ở ngoại tâm mạch, ngăn hiệu suất bơm máu từ tim. Sốc do phân phối máu xảy ra trong các trường hợp như phản ứng do dị ứng hay do tổn thương hệ thần kinh, gọi là sốc do hệ thần kinh, làm cho mạch máu giãn ra trở nên rò rỉ, làm giảm lực cản của máu và làm giảm huyết áp.